Nó thuộc ra cái ý gì á, nó có ý nghĩa. Tại vì bộ nói một lần nói tới cả toàn nước. Ít nhiều cái người ghét sư phụ, đảng viên hay bí thư họ cũng nghe. Thì mình đưa cái này lên để cho nhiều lúc á, người ta nói câu gì ta, nhà giàu đất đai ăn mày đổ ruột á. Thì nếu mà mình so lại năm 1945, phải không? Thì bây giờ mới có khổ thất nghiệp sơ sơ cũng chưa nó nổi, chưa 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 có tệ bằng trăm 145. Nhưng hiện bây giờ có một quốc gia mà trong bốn cây dù của cái thể chế vô thần đang đang đói, đó là Bắc Hàn đó. Chẳng qua không có ống kính, không có phóng viên vô cho nên mình không biết. Và một quốc gia thứ nhì đó là Trung Cộng đang có, nó giấu thôi. Chỉ có Việt Nam mình có trời Phật đầu thai xuống, nó sư phụ là con trời xuống để tuân lệnh của cha, để mà nói lên sự thật. Thì là nước Việt làm sao chết nhiều được, nhưng mà nghiệp cũng phải trả, trả ít trả nhiều. Quốc gia nào mà có Phật thánh thiên hạ phàm nhiều đó, thì kinh cũng có nói quỷ nó cũng vô quốc gia đó nhiều đó nghe, để nó quậy cho phụ chứ. Nó đâu có phải vừa đâu, chỗ nào có mày chỗ đó có tao mà. Cho nên cho phụ bị gọi là ém tài. Một cái quốc gia như Đức Thầy là Phật tài ba lỗi lạc, chứ bộ có dám nói thụ là người có tài, nhưng mà ít nhiều cho bộ cũng diệt được cái tham. Mà hôm nay nước Việt đến tận cùng của xã hội trên quả địa cầu này, nghèo nhất quả địa cầu này, nhục nhất luôn. Tại vì mình sanh dụm là mình nhục nhất, hèn nhất nữa, cũng vì tham, tham tiền tham nhũng, đúng không? Còn cái hồ tuy là không có tài nhưng mà cũng không còn tham. Họ có người Việt, cái hồ cũng người Việt, thì khác nhau bao nhiêu đó chút xíu. Nếu cái hồ tham thì kể cho nghe nghe, một cái hãng điện, cái hãng là lớn nhất của vùng này, biết bao nhiêu hợp đồng mà gần bao nhiêu năm nay, kêu mình đi qua bên TMC Arizona hay Dallas mở, mỗi mở một nơi á, qua Mã Lai, qua những cái châu đi theo tụi nó mở, chỗ nào cũng một năm trên cả 100 triệu. Nếu còn tham thì cho đi làm rồi, miễn đủ sống được rồi, đủ tiền đổi xi măng là ok. Chứ giờ có ở trong cái vùng này luôn nè, chưa có bao giờ một thằng nhân viên nào mà thấy thằng chủ mà đi làm chuyện một giờ của cái hộ bằng 10.000 đô á, gấp mấy trăm lần của mấy thằng luật sư luôn á. Vậy mà không ở trong đó gọi điện thoại, tối ngày nắng mưa mà mặc về bo lò xo, mặc quần jean đi đổi xi măng mà 5 tháng 5 trời cái tiếng lâm sơn của mình, nên nó mới có cái đường đi lên, nó mới có cây như vậy. Không có thằng đệ tử nào trong hãng mà không chửi chủ khùng đó, mà chửi ngầm thôi. Hỏi đi mấy đứa làm hãng, hỏi đi, nó cười chửi mà lo làm tiền mà mày khùng á, đi làm cái chuyện thăng lắm như thằng ấy. Huống hồ chi là những người không hiểu. Nhưng mà nghĩ ai khùng, nếu mà mình không chịu cực khổ 5 năm trời để xây dựng cái Thiên Long Sơn. Ngày hôm qua mình đâu có mấy cái ngày vui mấy ngày đúng không? Những buổi chúc, ngồi nghe buổi chúc. Con biết là bây giờ có thôi bảo đảm lên cái thành phố này luôn á, đi kiếm cục đá mà chỗ hôm qua mình ngồi đi. Đá đó là 6.000 năm á. Vụ có nhiều mua lá đó, thảy về Thiên Long Sơn á. Vụ lùng hổng còn một cái chỗ nào đây bán luôn. Những cái mà bán vật liệu á, mình mới có mấy cục đá quý đó mình ngồi. Cho nên không có, hết luôn rồi đó. Tại vì ghế nó cũng sẽ hư nha, ngồi đá đó, nó có cái nhiệt độ của nó,
và nó có linh khí của nó. Và đồng thời á, những cái vị mà thiện thành á, họ cũng ngự vô cục đá. Khi mình ngồi thiền đó, mình lên cái năng lượng lẹ hơn là ngồi ghế. Mấy cục đá mà cứng cứng mấy con quý lắm. Chỗ nào mà ngồi thẳng được đó, chỉnh cho nó thẳng nha, đừng có để nó lăn cục cù. Đá đó là 6.000 năm đó. Còn mấy cái đá mà cục đá trên núi mình lăn xuống mà của ông thành ở, đá nó còn non á, đụng là nó hơi bể dịch dợp. Là nói chuyện đó là làm đúng đời. Thì cũng vì tham mà mới ra nông nổi này. Trong tương lai thì vài tháng nữa thôi, không bao xa. Mà nói giả sử nè, bây giờ chuyện nó chưa có xảy ra như vậy, mà cơ trời cũng không có nói rõ là ngày giờ. Cái gì chỉ kêu đi, ta vừa mới nói con hồi trước Tết, mà hôm nay mới có mấy tháng thôi mà thay đổi quá trời. Tiền thí dụ cách đây hồi tháng 9 tháng 10 nó là tiền thành tiền giấy, thì bây giờ nó cũng y chang rồi, vàng lên giá đúng không? Rồi nhà cửa bán không được, đất đai bán không được, nhà băng thì quỵt tiền ta, nhà băng đóng cửa thì tin giấy, nó y chang rồi đúng không? Gì cũng đúng hết. Chi tiết hôm nay họ nói với nước Việt Nam sẽ có chết đói và đồng thời kêu dự trữ á. Nhưng mà tự nhiên bữa nay bệnh viện cũng không còn thuốc nữa. Hết tiên cơ là lạ ta. Mỗi lần nói 2-3 tháng là xảy ra. Vậy mà có nhiều người comment: trời ơi, anh nói cho tôi chờ lâu quá, tôi sợ tôi đâu có tóc bạc. Mới có nói 2-3 tháng là chuyện, 2-3 tháng chuyện xảy ra. Rồi giờ mình nói cờ này sẽ treo Dinh Độc Lập. Mấy vị kia bây giờ phải lên để cho người ta nhắc nhở người ta, đây là biểu tượng, đây là cứu tinh của chúng ta là đây. Vậy mà gần đây nó mình phản động. Không, mấy đứa ở ngoài không có hiểu về ngày mai nó chết hay kiểu nào á. Chết là bắt buộc là mấy đứa hỗn hào nó phải chết. Mà nó không biết chết kiểu nào á, nó còn dẫn nói thụ là người bao que phản động. Nó chửi tùm lum. Bữa đeo cái này, cái lần đầu chọc cái phố xa phỏng vấn, cái bụng nói chung chung nha, cái nói thằng ba que này cứ nghe cái bộ được hơn mấy người ba que kia. Tức là nó cũng còn khen mình cũng được à, đúng không? Tại vì lúc mà đeo này long văn vấn nó cũng kỳ cái này lắm. Nó thằng ba que này có bộ được hơn mấy người ba que kia. Nó không bao giờ ngờ á, đến ngày nó ngáp là cái bao que này cứu nó, cứu luôn cái dòng họ. Thưa sư phụ, đó là con quỷ mà sư phụ, mà bây giờ nó trở cờ. Tại vì một cái học vấn mà đi nhiều năm quá, con học từ lớp 1 cho tới lớp 10 thôi. Có ngày cứ nói Nguyễn Văn Chổi anh hùng, Nguyễn Thị Sáu lấy thân người làm là lỗ châu mai vậy đó. Nó nghe tối ngày nó nghe đó, nó nghĩ cái đó là anh hùng. Rồi bây giờ mình nói là Trần Đạo là anh hùng mà đuổi quân Nguyên, nó lại không tin. Không hiểu không? Chuyện rất là thiệt luôn mà nó không tin. Mà hỡi cứ nói là Nguyễn Văn Chổi đã đảo đế quốc Mỹ, mà trong khi có quần thì té ra. Có cái phim đó hả? Dạ có. Tức là Việt Nam làm hai phim, mà cái phim thiệt mà mấy thằng Mỹ nó quay á, đã nữa chỗ gục đầu nhị té đá quần. Xong lấy cái phim nó thiệt đi. Còn cái bên mà người nói hay lắm. Tức là chậu chút xíu gì á cũng láo được. Bởi vì mấy chị nói trên thế gian này không có chuyện nhỏ chuyện lớn gì mà cộng sản không nói láo. Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện nhỏ, chuyện lớn thì con nó lắp được. Trời, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mà hôm nay đổi là chiều Việt Nam buồn lắm em ơi. À, chiều nay buồn lắm em ơi. Kiểu nào không láo được. Chỉ là tội cho anh Ngọc của mình, anh yếu cơ. Nên ngày hôm qua dù câu có ca bản đó.
chiều nay buồn lắm anh Tấn Ngọc ơi. À mà có kèo đó hả? À, chiều nay buồn lắm anh Tấn Ngọc ơi. Thế giờ sao giờ đổi luôn ba câu luôn. Mình giả sử thằng Bắc Hàn nó điên điên, nó đói nó điên à, ở đây ta đói ta ăn thịt con người ta được mà. Thì bữa nay nó bấm biết bao nhiêu quả tiễn rồi đúng không, lỡ mà nó đói quá chứ sao nó cũng chết, nó bấm vô Nam Hàn cái thì ơi, năm hai với B1 với đại thác Hàm Nội bữa giờ của Mỹ là đẩy ngoại rồi. Khi mà đánh thì đánh ai đánh, tức là đánh luôn Trung Cộng với Nga một lượt luôn á, thì lúc đó là cái gì? Biển Đông dậy sóng. Không, lúc đó thì mình đang nói chuyện đối trước rồi đã. Lúc đó là nguyên cái châu không có máy bay, không có tàu nào vô hết trơn đó con. Hiện bây giờ Việt Nam mình á là xăng dầu mỗi ngày mình đều supply, giống như mỗi ngày phải đi chợ đầu làng vậy đó, chứ không có giống như Mỹ mình mà đi chợ lần cả tuần mở tủ lạnh đúng không. Việt Nam là mỗi ngày, trong 3 ngày mà không có đồ ăn ngon nghỉ có đói không? Cướp xe dậy đây Sài Gòn liền đó. Lúc đó mấy công an mình không biết kiếm cái lỗ nào mà để chôn cái áo vàng của mấy ổng á. Bây giờ nó ăn thịt mấy ông đó trước, lại kiếm thịt cũng thêm thịt bò. Bò vàng. Thì con nghĩ cái đó là possible xảy ra không? Đó là thứ nhất nha. Chưa tính nữa, mà nó 3 ngày thôi, mà lỡ 3 tháng là thế, mà mỗi một ngày á, mà khi mà giống như mình bị bệnh à, giống như tỷ phú hồi sáng mà ung thư vậy đó. À mình bệnh càng nặng á là cái ngày đó, cái số lượng người nó chết nhiều. Ngày thứ tư thì sẽ tăng lên cao. Đấy như bệnh Covid mình bữa hổm vậy, lên tới ngày thứ 6 là thứ 7. Mà huống chi Ukraine á là cả thế giới á cứu trợ nó đó. Cả thế giới á supply đồ, cả thế giới cho vũ khí, cho tiền bạc. Mỹ và NATO cho, mà Ukraine á là hiện bây giờ cái dân số Ukraine chết bao nhiêu á vẫn còn là bí mật. Mấy trăm nghìn người á. Cái huống hồ chị nước Việt không có ai ngó ngàng tới. Nước Việt chỉ có 6 triệu chim hiền sẽ ngó ngàng tới. Lúc đó là chỉ có một cách đó, là mình thưa người mình đó, mình đi qua Thái Lan này, đi qua Mã Lai, rồi mình đi những cái phương tiện gì không cần biết để mà vô, để mà tiếp tế dân mình. Lúc đó mấy ông nội á, mấy ông lo chạy để mà tự thoát thân không xong nữa. Đừng nói là chuyện không có, sẽ có. Trời, Việt Nam buồn lắm, mình Tấn Ngọc ơi. Chiều nay buồn lắm, mình Tấn Ngọc ơi.